Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của Kingod dành cho đi gần nha mọi người. Thì cái bản ngọc Kingod đó, đi gần nó sẽ khác đi cái bản ngọc đi top của mình. Thì hôm bữa mình có chia sẻ cái bản ngọc Kingod đi top, chủ yếu là mình sẽ lên cái giáp và máu, và cái bản ngọc thứ hai đó là sẽ lên cái tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. Còn cái bản ngọc của Kingod đi gần đợt này á, thì mình chỉ lên cho cái vị tướng này, đó chính là tốc đánh nó cao nha mọi người. Đồng thời thì sẽ lên cái ngọc hút máu cho vị tướng này luôn. Hồi đi top thì mình không có lên ngọc hút máu. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Đầu tiên á, thì công vật lý mình lên cộng 9, tỷ lệ chí mạng là cộng 5%, xuyên giáp là 64, hút máu là 4,8%, tốc chạy là 7% và tốc đánh là 23% nha. Thì cái bản ngọc Kingod đi gần á, thì khi mà mọi người chơi AD á, thì cũng có thể dùng được cho bản ngọc AD đi gần cũng được luôn á, hoặc là đi lên đi đường gồng cũng được. Nhưng mà bản ngọc này rất là phù hợp cho Kingod đi gần nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nè. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ thì mọi người hãy lên cho mình là cái tỷ lệ chí mạng và tốc đánh. Tỷ lệ chí mạng là 0,5%, tốc đánh là 1,6% nha. Còn về 10 viên ngọc tím á, thì mình lên 3 viên hút máu 1,6%, và 7 viên còn lại á, thì mình sẽ lên là tốc đánh và tốc chạy nha mọi người. Tốc đánh là 1% và tốc chạy là 1%, mình lên 10 viên. Thì như vậy mình đã lên xong cái bản ngọc Kingod. Đây còn 10 viên ngọc xanh nha mọi người, sorry mọi người nha. 10 viên ngọc xanh á, thì mình sẽ lên công vật lý và xuyên giáp như cái bản ngọc Kingod đi top nha. Đó, đây là cái bản ngọc Kingod dành cho đi gần thì nó rất là ok luôn, rất là mạnh nha mọi người. Mình đảm bảo cái bản ngọc đi gần này nó chắc là chuẩn luôn. Mọi người cứ yên tâm mà lên ngọc này đi gần nha. Còn về trang bị thì mình sẽ lên như sau nha. Đầu tiên mình sẽ lên cái món trang bị đi gần, chính là cái kiếm chi hồn nè. Và món thứ hai mình sẽ lên cái chiếc giày hộ vệ này để cho cái vị tướng này nó bền bỉ, nó trâu hơn nha mọi người. Và nó giảm sát thương đánh thường luôn. Và món thứ ba mình mất định mình phải lên cái này, đó chính là cái kiếm Phanit. Cây này rất là quan trọng, nó sẽ đánh thường tăng cái sát thương rất là nhiều. Đồng thời thì nó sẽ hút máu rất là nhiều. Vị tướng Kingod này đặc biệt á, đánh hút máu rất là nhiều nha mọi người. Và khi mình chơi Kingod á, thì mọi người không biết sao nha, nhưng mình đánh giá Kingod á, là một vị tướng top, lọt trong cái hàng top mà tướng cực kỳ là mạnh của Liên Quân. Tướng này là, nếu theo mình luôn á, mình đánh giá vị tướng này là mạnh nhất luôn á mọi người. Mạnh hơn Amelie luôn. Nói chung là mình thấy vị tướng này rất là mạnh. Tại vì khi đi solo nha, thì tuy Kingod máu ít hơn, nhưng mà solo với bất kỳ tướng nào, đấu sĩ hay là xạ thủ đều là hơn rất là nhiều. Tại vì cái lượng đánh thường của Kingod á, nó cực kỳ hút máu rất là nhiều nha mọi người. Còn về cái trang bị tiếp theo mình sẽ lên món thủ nha, đó chính là cái diều Hắc Yoga. Còn cái món này nữa rất là quan trọng, mình lên cái đao chi hồn để giảm hồi máu nè. Đây, đao chi hồn nha. Và cái kit cuối cùng mình lên cái khương thất truyền cho Kingod. Đó là cái phần trang bị dành cho đi gần. Còn tiếp theo, cái phần phù hiệu thì mình sẽ chọn cái giảm hồi nha mọi người. Đây, lướt tăng CT nha. Chỗ này là tăng CT, chỗ này mình chọn giảm hồi. Thì phù hiệu của Kingod đi gần thì mình sẽ chọn cái ma tính, đó là giảm hồi nha mọi người. Rồi, thì cái phần chia sẻ về bản ngọc Kingod đi gần ở mùa này đó là hết nha. Mình trước khi mình kết thúc video á, mình xin nói là cái bản ngọc này dành đi gần á, thì mình xin nói rất là đảm bảo, rất là chăm, rất là chuẩn. Mọi người cứ yên tâm mà lên ngọc này đi gần nha. Mình xin hứa rất là ok luôn á. Mình chơi cái bản ngọc Kingod đi gần này rất là nhiều lần, nên là mình dám chắc rất chăm luôn. Rồi qua video này mọi người có thắc mắc vấn đề gì đó, mọi người cứ lại bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.